Mến chào quý vị đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề mụn nhọt cũng như là nguyên nhân, cách chăm sóc và điều trị mụn nhọt như thế nào cho đúng. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung, khoa lâm sàng 1 tại Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác Trung. Xin chào Lê. Đến với chương trình ngày hôm nay thì bác Trung có thể chia sẻ với quý vị khán giả của chúng ta nguyên nhân cũng như là tình trạng phát sinh bệnh như thế nào được không ạ? Xin chào quý vị khán giả. Nhọt là một tình trạng nhiễm trùng ở da ở vị trí nang lông tuyến bã nhờn. Bệnh lý này gây ra bởi tác nhân là những cái tụ cầu vàng, còn gọi là Staphylococcus aureus. Thông thường thì những cái vi khuẩn này có thể thường trú ở trên da, ở những vị trí như là lỗ mũi, ở trong miệng, ở những vùng nếp, vùng kẽ, vân vân. Vì một cái lý do nào đó mà vi khuẩn này xâm nhập vào những cái nang lông thông qua những cái vết cào gãi chẳng hạn, kèm với những cái cơ địa suy giảm miễn dịch hay là tiểu đường, béo phì, thì vi khuẩn có thể dễ dàng phát triển và gây bệnh, và chúng ta sẽ thấy cái hình trạng là xuất hiện những cái nhọt ở trên da. Vâng, cảm ơn bác Trung. Như vậy thì những cái biểu hiện nào mà chúng ta thường gặp, thường thấy nhất ở mụn nhọt vậy bác Trung? Thông thường mụn nhọt là những cái nốt sưng, viêm, thấy đỏ và có thể kèm những cảm giác đau nhức ở trên da. Và ở cái dạng nặng của mụn nhọt, còn gọi là nhọt cụm đó, thì chúng ta có thể thấy là nhiều cái nốt tập trung lại thành một cái nốt rất là lớn ở trên da. Và sau một cái thời gian từ 1 tới 2 ngày thì những cái nốt sưng viêm này nó có thể nó hóa mủ ở bên trên, và diễn tiến của nó là có thể là nó vỡ mủ ra và nó chảy mủ. Và thông thường thì những cái mụn nhọt này nó có thể là tự ổn định trong vòng từ khoảng 1 cho tới 3 tuần. Dạ vâng. Thế thì cái tình trạng mụn nhọt này á, mình nên điều trị tại nhà hay là phải đến bệnh viện để bác sĩ điều trị cho chúng ta hả bác sĩ? Thì câu trả lời là tùy thuộc vào cái mức độ nặng của cái tình trạng bệnh lý mụn nhọt này thưa các bạn. Thì đối với những cái mụn nhọt mà nó đơn giản, nó nhỏ thôi, thì chúng ta có thể là chăm sóc, điều trị tại nhà. Vì như bác sĩ đã chia sẻ thì cái tình trạng nhọt nó sẽ tự ổn định trong vòng khoảng 1 tới 3 tuần. Tuy nhiên, nếu cái tình trạng nhọt của chúng ta nó xuất hiện thêm những cái nốt mới hoặc là nó sưng đau nhiều hơn, kèm theo những cái dấu hiệu nhiễm trùng như là sốt, mệt mỏi chẳng hạn, thì các bạn nên đến bệnh viện da liễu hoặc là những cái phòng khám chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ da liễu điều trị một cách phù hợp nhất. Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà chúng ta điều trị tại nhà thì chúng ta phải điều trị như thế nào cho đúng cách thưa bác sĩ? Để điều trị nhọt một cách hiệu quả tại nhà thì chúng ta nên tuân thủ theo các bước sau. Đầu tiên là chườm ấm một cách hiệu quả. Tại vì người ta nói là chườm ấm là một trong những cái biện pháp đơn giản cũng như là hữu hiệu nhất để điều trị nhọt tại nhà. Các bạn sẽ dùng một cái khăn sạch ha, và chúng ta sẽ gọi là thấm vào nước ấm với một cái nhiệt độ vừa phải, không có nên dùng nước nóng quá, đặc biệt là đối với những làn da mà dễ tổn thương mỏng manh như là ở trẻ nhỏ hoặc là người già chẳng hạn. Và chúng ta sẽ chườm lên cái vết mụn nhọt chúng ta trong khoảng tầm 10 đến 15 phút, một ngày thực hiện khoảng tầm 3 tới 4 lần cho đến khi cái nốt nhọt đó nó vỡ, nó tháo mủ ra ngoài. Dạ vâng. Thì ngoài cái việc chườm ấm như bác Trung vừa nói thì chúng ta có thể dùng thêm thuốc để hỗ trợ điều trị không bác sĩ? Chúng ta có thể cân nhắc sử dụng những cái thuốc giảm đau, kháng viêm như là acetaminophen chẳng hạn, như là paracetamol hoặc là ibuprofen. Và chúng ta phải lưu ý là nhớ là phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng các bạn nhé. Dạ vâng. Thì lịch nghỉ trong cái quá trình điều trị mụn nhọt thì cái sự vệ sinh của chúng ta sẽ rất là quan trọng để tránh cái sự viêm nhiễm. Vậy thì vệ sinh như thế nào cho đúng cách, bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả chúng ta được biết được không? Các bạn phải nhớ là chúng ta không được tự ý nặng bóp cái vết mụn nhọt, bởi vì cái động tác này sẽ làm cho cái tình trạng mụn nhọt của chúng ta trở nên dễ dàng nhiễm trùng hoặc là viêm nặng hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần hạn chế sờ hoặc là chà sát. Chúng ta nên giữ cái vệ sinh sạch sẽ ở cái vùng da bệnh. Đặc biệt là khi cái tổn thương mụn nhọt nó vỡ ra thì chúng ta sẽ dùng một cái miếng gạc vô trùng để chúng ta băng lại, để vừa bảo vệ che chắn mà vừa hạn chế cái tình trạng lây lan vi khuẩn ra những cái vùng da xung quanh. Dạ vâng. Thì em thấy cái tình trạng mụn nhọt này nó cũng có thể là nổi nhiều vị trí, và đặc biệt là những cái vị trí mà nhạy cảm như là vùng mí mắt như thế này nè. Vậy thì cách xử trí của chúng ta như thế nào bác sĩ? Đặc biệt ở những cái vị trí như là ở mí mắt á, thì người ta sẽ gọi nó là tình trạng là lẹo mắt. Với những cái tình trạng này thì các bạn cần phải thật là thận trọng. Chúng ta có thể đi khám thêm ở bác sĩ chuyên khoa mắt, và chúng ta đặc biệt hạn chế việc trang điểm cái vùng mắt cũng như là sử dụng cái kính áp tròng trong cái giai đoạn này cho đến khi cái vết lẹo mắt nó lành hẳn.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ hết sức chân tình của bác sĩ. Ngọc Lịch hy vọng rằng với sự chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung đến từ Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp quý vị có những kiến thức bổ ích về việc chăm sóc cũng như là điều trị mụn nhọt tại nhà. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mến chào và hẹn gặp lại.